Theo thống kê của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, với gần 1.100 lễ hội, hiện Hà Nội đang là một trong những địa phương có số lượng lễ hội lớn nhất cả nước. Nhiều lễ hội cũng đồng nghĩa với việc các dịch vụ như ăn uống, đi lại phục vụ du khách tại đây cũng tăng lên. Và đến hẹn lại lên, cứ đến mùa lễ hội, người dân lại lo lắng, bất an về chất lượng, vệ sinh an toàn của những loại thực phẩm bày bán tại đây. Trong những ngày gần đây, các đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố Hà Nội thường xuyên đi kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các lễ hội trên địa bàn thành phố. Qua các buổi làm việc này, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều sai phạm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống tại các lễ hội. Khu vực cổng Chùa Hương thuộc địa phận huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội hiện có 55 quầy hàng lớn nhỏ, kinh doanh dịch vụ ăn uống. Tuy nhiên trong số này có đến 53 cơ sở hoạt động theo thời vụ. Cũng bởi chỉ kinh doanh vài tháng lễ hội nên phần lớn những cơ sở này mắc các sai phạm về các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm. Tại cửa hàng ăn uống này, qua kiểm tra, có đến 9 trên 10 mẫu bát dù đã được rửa nhưng vẫn bẩn và tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm vi sinh vật cao. Tại nhiều cửa hàng khác, thức ăn sống chín bày bán lẫn lộn, không có tủ bảo quản. Thậm chí, đá viên dùng để uống liền lại được để chung trong tủ lạnh với những loại thịt sống. Nguyên liệu được quảng cáo là tươi, sống, nhưng ở cơ sở này, 4 năm nay, tất cả được giao dịch tại bến đò không giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Và chất lượng thì được đảm bảo bằng niềm tin. Từ 5 giờ sáng nào, ví dụ mình lấy cái thịt bò thì là người ta chuyển vào trong này. Đó. Không biết là những cái hàng đấy thì họ có xuất trình cái giấy tờ nguồn gốc xuất xứ đưa cho cửa hàng mình không? Cái này đúng ra là trước nay em làm thì cũng không thấy đưa. Tại lễ hội Đền Gióng Sóc Sơn, các vi phạm của những cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống khác cũng tương tự. Những chiếc bát này dù đã được chủ cửa hàng tráng qua nước nóng trước khi đưa cho đoàn kiểm tra thực hiện test nhanh, thì vẫn có đến 4 trên 10 chiếc không đạt chuẩn. Một số cái cơ sở tại Đền Sóc hoặc Chùa Hương, thì khi kiểm tra về vấn đề độ sạch của bát đũa thì vẫn chưa đảm bảo. Vấn đề thứ ba nữa là vấn đề truy xuất nguồn gốc thì vẫn còn tồn tại, và đặc biệt nữa là vấn đề mà người dân, những người mà tham gia chế biến ấy, thì chưa hẳn đã được tuyên truyền hoặc là đi bộ được đảm bảo cái vấn đề về các cái bảo đảm về an toàn thực phẩm. Còn tại cửa hàng này được quảng cáo là trà sữa cao cấp của Nhật Bản, nhưng nguyên liệu pha chế lại hết hạn cách đó nhiều tháng. Và giấy tờ chứng minh nguồn gốc, chủ cửa hàng này cũng không xuất trình được. Dù kinh doanh thời vụ hay lâu dài, nhưng tất cả các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại Chùa Hương đều phải ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm và đáp ứng những điều kiện bắt buộc như khu vực chế biến, dụng cụ chế biến thực phẩm phải sạch sẽ, có nguồn nước hợp vệ sinh để rửa bát đũa, phải có tủ bảo quản thực phẩm phải chứng minh được nguồn gốc. Là cũng mong muốn khách lễ hội về được một ngày đông. Nhà tôi riêng nhà tôi bán hàng, nhất là phải đảm bảo an toàn thực phẩm và tất cả các loại thịt đều được tươi sống để đảm bảo cho khách đi lễ hội để ăn bữa cơm, đi lễ hội lễ Phật may mắn ăn bữa cơm ngon lành và vui vẻ. Tuy các chủ cửa hàng đã ký cam kết nhưng để sớm phát hiện những sai phạm trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, 23 đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm tuyến huyện, xã và thị trấn đã kiểm tra hơn 300 lượt cơ sở sản xuất kinh doanh ăn uống tại Chùa Hương.
trong đó tiến hành xử lý vi phạm 23 cơ sở với số tiền gần 33 triệu đồng. Yêu cầu các cái chủ kinh doanh thực hiện đúng cam kết đã cam kết khi bước vào lễ hội thì chúng tôi tăng cường công tác xử lý để đảm bảo được là các lễ hội này thì không có cái cơ hội và không có cái việc sẽ đưa ra các cái thực phẩm bẩn hoặc là có những cái quy trình xử lý chế biến nó không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, các cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống cần lưu ý những nguyên tắc sau để đảm bảo an toàn thực phẩm mùa lễ hội. Theo quy luật, vào dịp cuối năm và sau Tết âm lịch, nhu cầu tiêu dùng, đặc biệt là các mặt hàng thực phẩm, hàng hóa của người dân tăng cao. Không chỉ riêng các thành phố lớn như Hà Nội mà ngay nhiều tỉnh thành trên cả nước, tình trạng thực phẩm bẩn thừa dịp trà trộn
len lỏi được đưa vào thị trường bán cho người tiêu dùng trở nên phổ biến. Nếu các cơ quan chức năng không quản lý tốt, sẽ rất dễ bị các đối tượng vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm qua mặt. Chính vì vậy, thanh kiểm tra đột xuất là biện pháp hiệu quả để phát hiện và xử lý sớm sai phạm. Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm của các quận huyện đều xây dựng các kế hoạch triển khai, thành lập các đoàn kiểm tra xuống tận các cơ sở. Và năm nay đặc biệt có vấn đề nữa, đó là Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm các quận huyện chỉ đạo Ban quản lý di tích ngay từ đầu là có sự thông tin tuyên truyền, phân khu các cơ sở kinh doanh ăn uống và các dịch vụ và buôn bán về các sản phẩm liên quan thực phẩm an toàn thực phẩm. Và đặc biệt nữa là thành lập các đoàn kiểm tra ngay từ trước, trong và lễ hội. Mùa lễ hội mới bắt đầu, bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, các chuyên gia an toàn thực phẩm cũng khuyến cáo. Người tiêu dùng cần phải thông thái, trước hết cần tự bảo vệ sức khỏe của mình, không nên sử dụng thực phẩm ở những hàng quán tạm bợ, gần cống rãnh không có tủ che đậy thực phẩm chín, người chế biến thực phẩm không đeo găng tay. Bên cạnh đó, người dân cần lưu ý. Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, trước hết thì cũng giống như là các phương tiện thông tin cũng như cả xã hội đều nói, là trước hết chúng ta hãy trở thành một người tiêu dùng thông minh. Vậy thì trước khi tham gia các lễ hội thì du khách cũng không quá hiếu kỳ về những động vật lạ hoặc là những món ăn mà có thể nói rằng không phổ biến. Thế thì như vậy sẽ không kích thích lòng ham của các cơ sở phục vụ để nói không đúng về nguồn gốc của thực phẩm mình đem ra phục vụ khách. Ví dụ như là thỏ thì nói lại là cầy hương. Đấy, chính vì vậy cho nên là chúng ta cùng với các đơn vị quản lý, các đơn vị chức năng ấy, là chủ động từ phía du khách là cũng phải thực hiện theo đúng các quy định và tự mình phải có một ứng xử phù hợp để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Trước hết là phục vụ cho sức khỏe của mình và cộng đồng. Với du khách đi lễ hội thì để đảm bảo công tác an toàn thực phẩm thì trước tiên thì người dân cũng như các du khách nên lựa chọn những cơ sở có các đảm bảo các cơ sở về vệ sinh môi trường. Thứ nhất là cảnh quan nhìn thấy. Thứ hai nữa, theo yêu cầu của ban tổ chức thì các cơ sở này phải dán công khai các giấy đăng ký kinh doanh hoặc là cam kết hoặc là các nguồn gốc của các sản phẩm ở đấy, thì du khách nên lựa chọn những cửa hàng mà có công bố những các thông tin để có lựa chọn. Thứ ba nữa, cần phải quan sát chung về việc mà bố trí bày bán, đặc biệt liên quan đến việc mà chế biến thức ăn theo quy trình một chiều. Đấy, có như vậy thì về cảnh quan chung thì du khách mới có thể sơ bộ và yên tâm về vấn đề bảo đảm về an toàn thực phẩm.